Hello các bạn, chào mừng các bạn đến vườn nhà Cần Vi. Hôm nay mình sẽ quay cái cảnh mình đi bộ ở tuyết cho các bạn coi ha. Bây giờ các bạn nhìn ha, đây là cái khung cảnh ở nhà mình ở đây ha các bạn. Các bạn thấy tuyết nó trắng hết rồi đó. Nó các bạn thấy tuyết không? Tuyết nó phủ trắng hết trơn rồi. Thì đây là cái khung cảnh của ngay chỗ ở nhà mình. Bây giờ mình sẽ đi bộ dài cái xóm này để mình quay cho các bạn coi cái tuyết này ha. Rồi bây giờ mình đi thôi các bạn thấy ha. Nhưng mà cái đường tuyết trắng nó giống này nè các bạn, thì dài ba bữa nữa chính phủ buổi tối á, chính phủ sẽ cạo cái đường này để cho tuyết nó không có đóng các bạn. Các bạn thấy như vậy là đang trắng đường rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi thôi. Thì thường á, khi mà đi bộ trên cái đoạn đường tuyết giống vậy nè, thì các bạn gọi là sao, các bạn nhớ cẩn thận đi. Tại vì mình thấy ở trên này nó có tuyết nè các bạn, nhưng mà những cái phần ở dưới này á thì nó đã đóng đá rồi nè, những cái phần này nè các bạn thấy không, nó đóng đá. Do đó mình đi mình phải đi chậm và cẩn thận, coi chừng trượt té. Thì một hồi mình đi tới những cái đoạn đường mà chính phủ phải rẽ múi để cho các bạn coi, mình sẽ đi dài trên đường đó là chính phủ rẽ múi để cho nó đừng có trơn trượt. Thì cái lộ này thì hai bữa nay chính phủ chưa có cạo, do đó các bạn thấy nó là một màu trắng quá trời luôn ha. Các bạn thấy ha, trắng quá trời luôn. Thì mời chắc tối nay cào. Tại vì nếu mà không cào các bạn, tại vì nhiệt độ bây giờ á, nó đang âm 5 độ đến 10 độ, do đó tuyết nó không có tan. Nhưng mà nếu nhiệt độ mà nó lên âm còn 1 độ đến 0 độ thì tuyết nó tan ra. Mà ví dụ như bữa nay mà các bạn đi giống như mình đang đi về, thì âm 1 độ 2 độ cái nó tuyết nó tan ra thành tuyết, nó tan ra thành nước. Cái nếu mà mình không có nước, nó chưa có rút xuống mấy cái đường ống cống kịp á các bạn. Nè, mấy cái đường ống cống ở đây nè. Nè, cái đường này là cái đường ống cống nè. Đó, nếu nó rút không kịp á thì cái tiết đó nó trở thành băng. Mà cái băng á thì nó rất là trơn trượt. Và lúc đó mình sẽ dễ bị té. Băng các bạn, khi mà nó tan ra xong rồi cái tối lại cái nó lạnh lại, ví dụ như sáng nó âm 1 độ âm 2 độ, xong rồi cái tối lại cái nó âm lại 5 độ, cái tự nhiên nước nó tan ra cái nó thành đóng băng. Thì các bạn thấy nó sẽ đóng băng. Đóng băng thì rất là khó. Đóng băng thì nó đóng băng thành giống như miếng nước đá của mình đó các bạn. Do đó các bạn đi lên trên đó dễ chợt lắm ha. Rồi bây giờ các bạn nhìn thấy ở trước đó cũng có người ta đi bộ giống mình vậy nè. Tại vì mùa đông mà ở nhà lạnh quá không làm gì thôi, đi tập thể dục. Thì người ta thường đó là người ta đi tập thể dục người ta có dắt chó theo. Còn nhà mình không có nuôi chó nên không có thể dắt, mình chỉ đi bộ dài cho biết tập thể dục khoảng tiếng hồ sau khi ăn trưa. Đó, sau khi ăn trưa thì thường là mình đi tập thể dục nè. Các bạn thấy cái đường này ha, đó, người ta gãi muối đó, người ta gãi muối rất là nhiều luôn đó các bạn. Mặc dù hai bên cái đường đó là các bạn thấy chuyện gì xảy ra, các bạn thấy là tiết nó rất nhiều, nhưng mà trên cái đoạn đường đi của mình đó người ta có gãi muối vậy nè, các bạn thấy không, người ta gãi muối đây nè, gãi muối rất là nhiều luôn. Để cho mình coi cho các bạn coi muối ha. Đó, đó, mấy cái muối này nè các bạn thấy không, người ta chờ gãi mấy cái muối này nhiều lắm luôn á ha. Thì người ta gãi như vậy đó, thì cái đường nó tự nhiên cái vô tình nó chống. Do đó mình sẽ đi được trên cái đoạn đường này mà không bị tiết, không bị trượt. Do đó ở trước cửa nhà cũng vậy nữa các bạn, mỗi lần mình mua, mỗi lần mà trời tiết á, mình cũng phải gãi muối để cho khi mà tiết vừa tan ra thì tiết vừa nó đóng xuống, nó vừa tan ra là nó phải chảy ra liền, để không thôi nó lạnh lại là nó bị đóng nữa. Với cái chỗ mình đi ở đây á nè các bạn thấy ha, ở đây tiết rất là nhiều luôn nè, người ta gãi muối rất là nhiều. Cái chỗ mình đi ở đây nó cũng gần cái trường học, nó gần cái trung tâm thể thao đó các bạn thấy không, cái chỗ lội bộ của mình á thì tiết rất là nhiều. Tuy nhiên cái đường, cái này là cái gì, cái lộ thì chính phủ chưa có cào nên các bạn thấy tuyết nó ngập hết trơn ha. Đó, mình đang đi bộ cái đường này. Cái đường này là cái chỗ trạm metro nhà ga nó đang đi dưới này. Do đó các bạn có thấy là cái đường này nó ở trước đó đó, ở trước cái đường đó đó.
là cái đường metro. Thì ở dưới cái đường metro nó có cái đường hầm cho mình đi bộ tập thể dục đó các bạn, hoặc là học sinh nó đi học đi, nó đi chui dưới đường này. Cái đường này thì không cho xe Honda, chỉ cho dành cho xe đạp với người đi bộ. Các bạn thấy ha, đó tiết rất là dơ. Nếu mà ngay chỗ mấy cái đường gãy muối này nè các bạn, các bạn thấy nó rất là dơ, tại vì nó ướt mà nó đen lắm, giống như trời mưa của mình vậy đó các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ quay cái đoạn đường này cho các bạn coi ha. Người ta gãi muối thì do đó cái đường của mình nó rất là sạch đi, nó không có bị trơn trượt, nó tan hết rồi các bạn. Còn nếu mà ta không có gãi muối á thì nó dễ trượt lắm ha. Tại vì ngay chỗ qua cái khu cái cầu, cái chỗ trạm metro này á, thì mình tới cái khu nhà ở cộng với trường học, trong đó có trường cấp 1, trường mẫu giáo, khu phức hợp, giống như khu phức hợp trường học vậy các bạn. Giờ nó rất là đông nè, người ta gãi muối ra à, nó, người ta gãi muối xong là nó tự tan rồi các bạn. Mình đi bộ đấy, mỗi lần buổi buổi trưa sau khi ăn cơm thì thường hay chồng mình dành ra ăn tiếng để mình đi bộ tập thể dục. Chứ ở mùa đông mà ở nhà hoài, riết làm ở nhà mà các bạn, bây giờ toàn là work from home, do đó là thường là sẽ là ở nhà các bạn ơi. Do đó mình phải đi tập thể dục để mùa đông nó lạnh quá, kiểu như mình ở bên bên Dubai quen là cái kiểu đi cũng đi bộ thể dục tới lui tới lui, cái tới mùa đông cái mình ở trong nhà không cái mình thấy chán, do đó mình cũng quyết định mình đi tập thể dục. Với cái thứ hai nữa là các bạn biết sao, khi mà mình đi tập thể dục giống như thế này á thì cho mình quen với cái cảnh của mùa đông, tại vì các bạn thấy ở đây là mùa đông rất là nhiều, rất là lạnh. Do đó mình mới qua mình phải tập quen với không khí lạnh ở bên này, thì mình đi bộ, mình đi bộ thì tập ở đây, nhưng mà mình đi bộ mình cũng có bệnh đồ trang bị kỹ lắm, mình cũng sử dụng bao tai nè, rồi cái khăn len chùm lên đầu để giữ ấm lỗ tai, giữ ấm mặt ha. Rồi ở trong á thì mình bận cái quần ôm bó, xong rồi mình bận là cái quần ôm cái đùi á, rồi xong mình bận luôn cái quần len ở ngoài. Rồi áo thì mình có một cái áo mỏng để lót ở trong, xong rồi một cái áo len, xong rồi một cái áo giữ đông ở ngoài nữa, phải 4-5 lớp vậy. Tại vì nhiệt độ bây giờ là nó đang là -5 đến 10 độ ở ngoài, do đó mình phải giữ lạnh. Còn nếu mà các bạn không có sử dụng mặt nạ giống như mấy đứa con bé ở đây nè, thì các bạn thấy là nó sẽ bị hai cái mặt của nó, hai cái má nó sẽ bị lạnh và đỏ lên. Còn mình chưa quen nên mình chưa có đeo cái đó được, mình phải tháo cái tiết đó ra. Ở các bạn cái khúc đường này nè, đó. Các bạn thấy rất là nhiều không? Rất là nhiều tiết luôn. Đó. Đó, ngay khu của cái khu này là cái khu trường học nè. Đó, cái khu trường học, cái khu phức hợp của mấy cái trường đó các bạn. Đó. Thì ngay chỗ đây là có cái ống cống thoát nước nè, các bạn thấy không? Đó, mình đi qua đây thì mình đi bộ cặp theo cái đường của trường á, thì cái đường này được chính phủ gãi muối rồi, do đó các bạn thấy cái đường nó sạch chứ nó không có dơ. Rồi vài ba bữa các bạn mình sẽ quay cho các bạn coi cái cảnh là mình sẽ gọi là sao, mình sẽ đi ra ngoài, mình sẽ đi cạo tiết cho các bạn coi, tại vì chiếc cửa nhà mình tiết nhiều lắm đó các bạn ơi. Bây giờ chỉ có việc là đi cạo tiết thôi, để không thôi cạo tiết á, nếu mà không cạo tiết á thì nó sẽ bị đóng băng đó các bạn. Nó đóng băng xong rồi mình chạy xe nó bị trượt, do đó mình phải đi cạo tiết. Đó, mình đang đi quay cái đoạn này cho các bạn coi ở cái khúc này ha. Đó, mặc dù hai bên là tiết nhiều lắm các bạn, nhưng mà ở đây người ta có gãi muối nè, do đó mình thấy và trời lạnh này thì học sinh nó cũng đi học về cũng bình thường. Ở đây cái dịch Covid á, thì nó hết rồi,
nó có vaccine 2 mũi và đang tăng cường mũi thứ 3. Do đó tình hình dịch bệnh ở đây cũng không có gì, cái số ca nó cũng không có tăng. Do đó mọi người sống bình thường, nhưng mà tại có một cái là tại vì mùa đông nên là họ chưa có mùa đông họ ra ngoài ít hơn, do đó cái tình hình dịch bệnh nó cũng giảm hơn đó các bạn. Cái khu này là cái khu trường học cấp 2 á các bạn, do đó taxi nó cũng hay vô đây nhiều đó. Mình thì mình đi tập bộ lội bộ trên cái đường này, tại vì sao cái đường này nó có gãy muối á, nó không có bị đóng băng, do đó mình đi nó không sao, nó cẩn thận. Còn nếu mà mấy cái chỗ mà mình đi không cẩn thận sẽ dễ bị trượt đó. Thường là mình phải tập dưới cái mùa đông này á, mình sẽ đi bộ có đồ bảo hộ trong vòng 1 tiếng đồng hồ mình mới quay về nhà mình. Mà trước khi đi bộ mình khởi động là mình sẽ cào tiết trước cửa nhà mình, hoặc là mình quét tiết hay mấy cái bậc thang để lên trên nhà để cho quen với nhiệt độ các bạn. Đó, có mấy xe nó cào tiết ha. Đó, ở đây có dịch vụ cào tiết các bạn, có cái chiếc xe nó lại cái nó hút tiết, nó cào tiết đi cho nó sạch đó. Mấy bạn nhìn mấy cái chiếc xe đó là cái chỗ ba đó nó đã đào thành cái đống tiết rồi nè, nó cào tiết lại thành cái đống rồi nè các bạn, thấy không? Đó, nó cào thành một đống bự, thiệt là bự rồi đó. Bên đó nó cũng mấy đống bự nữa đó. À các bạn, mặc dù là gãy muối rồi nhưng mà các bạn thấy chuyện gì xảy ra khi mà mình gãy muối rồi thì tiết nó rơi nhiều, cho đó nó cũng chưa tan hết nữa nè. Đi trên cái đoạn đường của mình là tiết nó chưa tan hết nè. Đó, các bạn thấy không? Rồi bây giờ để hồi đi tới đằng kia mình sẽ quay cho các bạn cái dòng sông ở bữa nay. Cái dòng sông của mình đó, nó đã gọi là sao, nó đã đóng băng hết rồi. Cả một cánh đồng tiết ở đây bây giờ chỗ nào cũng tiết. Nhưng mà các bạn thấy không, mấy cây cỏ ở đây nè, để mình dựng lại cho các bạn coi ha. Đó, mấy cây cỏ này nè, nó vẫn còn hoạt động tốt. Lý do là sao các bạn? Là mấy cái cây cỏ này á, là nó chịu được lạnh, do đó các bạn thấy nó vẫn còn xanh ha. Ở kế bên đó có cái công viên á các bạn, ở bên đó có cái công viên để dành cho trẻ em mùa hè nó ra đó nó chơi, nó có cầu tuột rồi đó. Ở đây ngay chỗ khóm dân cư lúc nào cũng có cái khu dân cư, cũng có cái nhà nhỏ, có cái công viên nhỏ vậy hết đó các bạn. Ở đây rất là nhiều nè, trên cái đoạn đường mình nhìn nè, thấy các bạn thấy muối nhiều lắm luôn á. Bây giờ mình đi dài ra tới ngoài kia, mình ra tới cái sông. Mặc dù gãy muối vậy ha, nhưng mà tiết nó có rơi mỏng mỏng thì nó cũng có. Mấy cái này nè các bạn, nguy hiểm lắm luôn á. Giờ ba bữa nó tan ra ha, cái tiết nó đóng lại ha, nó tan ra mỏng mỏng á, cái lạnh lại cái nó đóng lại thành cái lớp đá, mà cái lớp đá mặt ở trên đó mà nó cứng dữ lắm các bạn, như là cái tấm kính vậy đó, bước lên trên đó nó chợt liền luôn ha, rất là nguy hiểm luôn. Nhất là mấy cái chỗ mà tiết mà hơi hơi nè, tan không tan mà đóng không đóng nè, rồi nó ấm lên khoảng 2-3 độ, âm 2-3 độ cái nó tan ra một cái rồi thôi. Này các bạn, tiết ở đây á, do đó nó lạnh á, do đó nè các bạn nhìn nè, nó như là nước đá bào vậy đó, tại vì âm độ mà nên là nó không có tan ra, nó làm sao nó cứ như vậy, rớt xuống nhiều thì nó để nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ đi dài dài đây, mình quay cái cảnh mùa đông cho các bạn coi ha. Ra tập tới ngoài sông này thì ẩm độ không khí nó hơi cao, do đó gọi là khi mà mình thở có khó chịu lắm, nó có cái mấy cái hơi nước nó đi ra. Đó, mấy cái cây nó rụng lá hết rồi, đang xa xa đó các bạn thấy chỉ có cây chắc ba diệp là nó còn thôi nó rụng lá hết trơn. Có mấy con chó chiều bữa nào ta cũng dẫn chó đi bộ ở đây, mùa đông ta cũng quen để ta không ở nhà các bạn, người ta lúc nào người ta cũng dẫn đi bộ đi cho mấy chó đi bộ.
Bây giờ ở ngoài khoảng 3 giờ mà các bạn thấy trời tối hù, giống như là 5-6 giờ chiều mùa đông. Bây giờ ở nhà mình cũng không có trồng gì hết, mấy cây ở trong nhà thì mình chỉ tưới nước đó, giữ gìn bảo quản nó thôi các bạn ơi. Các bạn thấy tiếc không? Tiếc cơ quá trời. Đi tập thể dục vào mùa đông á các bạn, ở ngoài trời âm 5 độ, cái cơ thể mình nó cũng giữ nhiệt rất là tốt, do đó nó làm việc gấp đôi. Do đó thường ai mà khó ngủ là các bạn thấy đi tập thể dục ở ngoài mùa đông khoảng tiếng hồ là gì, tối thấy ngủ ngon hơn, tại vì cơ thể mình nó hoạt động nhiều các bạn, để nó chống lại cái lạnh á. Do đó các bạn sẽ thấy mau mệt lắm, mình đi có xíu là các bạn sẽ thấy mình thở rất là nhiều. Mấy chỗ này các bạn phải đi cẩn thận, nó hay chợp lắm luôn á. Tại vì nè các bạn thấy không, để mình lại dịnh cái này cho các bạn coi nè, chỗ này nè, đó các bạn thấy không, nó đóng đá như đờ pa tim vậy đó các bạn thấy không nè, đó nó trơn lắm luôn á, do đó đi vô đây lụi hụi là chật té. Chỗ đó đi chỗ nào có tiết thì còn có bám được các bạn, còn nếu mình đi mấy cái chỗ mà học có tiết là hay trượt lắm luôn á, do đó mình đi mình phải cẩn thận nè. Các bạn thấy không nè, chỗ này nè, đó thấy vậy tưởng được cái dũng nước đó. Ai giờ là chợt đó nha, thấy không, cái này là nó như nước đá bào của mình đó các bạn. Thôi mình đi lên cỏ đi cho nó chắc các bạn ơi, cho nó đừng có bị trượt. Đi thử đây cho các bạn coi. Rất là cẩn thận nha, đi chặt té. Rồi, bây giờ mình ra tới cái sông rồi đó các bạn ơi. Trời ơi, ở đó có cái liều, họ đứng câu cá hay gì các bạn. Bây giờ mình đi lại cái dòng sông, mình quay cho các bạn coi nha. Dòng sông không có gì luôn. Đó, các bạn thấy à, nguyên cái dòng sông mà hồi xưa mình đi làm bê bơi thì cây dắt đó, dài đó đó. Các bạn thấy không? Bây giờ nó đóng hết cái dòng sông là băng luôn rồi đó. Cái này giống như cái bài hát dòng sông băng của Đan Trường nè. Ở đó có cái tempo, có cái lều, chắc người ta dựng ở đó để người ta câu cá đó các bạn. Đó, các bạn thấy không? Rồi, đây là cái cảnh mùa đông ha. Rồi bây giờ mình xin dừng cái video ở đây ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy bấm like, đăng ký và đừng quên ủng hộ những cái trang của Vườn Nhà Cần Vy. Cảm ơn các bạn. Bye bye.